Trong mấy ngày qua, tình hình thông quan nông sản tại các cửa khẩu với Trung Quốc đã có tín hiệu tích cực hơn. Tình trạng ùn ứ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, các địa phương và doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ hàng hóa và xe vận chuyển ngay từ địa phương. Từ câu chuyện này, một lần nữa chúng ta rút ra nhận định rằng cần phải có chính sách căn cơ hơn đối với vấn đề này. Sau 5 ngày, cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thông quan trở lại. Đến hôm nay, mỗi ngày có trên 230 lượt xe tải, xe container được làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở km 3+4 với lượng hàng hóa mỗi ngày trên 2.000 tấn. Triển khai đảm bảo các cái biện pháp phòng chống dịch theo cái thống nhất giữa hai bên ở khu vực cửa khẩu, nhất là cái việc kiểm soát và phát hiện kịp thời cái biến thể chủng mới. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, hôm nay chỉ có từ 10 đến 20 phương tiện được xuất khẩu qua Trung Quốc. Do lượng xe đổ về từ Lạng Sơn tăng cao, hiện nay tại bãi chờ, số lượng đã lên tới hơn 600 container. Để có thể thông quan hết, cũng phải mất cả tháng. Thì cũng rất là mong về ăn Tết với gia đình, với lại cũng mong trả được xe hàng để cho yên lòng. Chứ bây giờ cứ nằm ở đây không biết cái thời gian nào để về ăn Tết. Trước tình trạng này, việc kiểm soát lượng xe lên Lào Cai thời điểm này vô cùng quan trọng trong việc xử lý hàng hóa nông sản bị ùn ứ. Những cái phương tiện nào mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận hay chưa đạt được cái lĩnh vực mà để giao thương thì doanh nghiệp nên hạn chế không cho lên trên cửa khẩu để tránh gây ra cái sự ùn tắc ở trong khu vực cửa khẩu này. Trong khi đó, tại các vùng trồng thanh long, do nguồn cung lớn vẫn khiến cho giá cả thu mua tại vườn của bà con nông dân xuống thấp kỷ lục, hàng hóa bị tồn đọng, không có đầu ra. Theo chỉ đạo của chính phủ, hiện nay các hệ thống siêu thị phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đồng loạt triển khai việc thu mua để hỗ trợ cho bà con nông dân. Không chỉ là giúp người trồng có được đầu ra ổn định, việc hỗ trợ này còn đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Để thu hút thêm được và quảng bá thêm được trái thanh long đến cho người tiêu dùng, thì chỉ trong tuần đầu tiên thôi thì chúng tôi có nhận thấy rằng có gia tăng về sản lượng tiêu thụ khoảng 50%. Bên cạnh thanh long, nhiều mặt hàng nông sản khác như mít, dưa hấu, sầu riêng cũng được bán với mức giá không lợi nhuận. Điểm chung của các hệ thống này đó là không chỉ hỗ trợ tạm thời mang tính thời điểm mà đều hướng tới việc mong muốn liên kết chặt chẽ, đảm bảo đầu ra ổn định, giá cả hợp lý nhất cho người trồng. Dài hạn với nông dân để họ có thể biết là sản lượng chúng tôi có thể tiêu thụ được bao nhiêu. Họ có thể là cung cấp theo đúng cái số lượng đó thôi, chứ đừng có trồng quá lên rồi rơi vào cái tình trạng là cung vượt cầu rồi là cũng như là bị động trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Chúng ta có sản phẩm vừa ngon, vừa sạch, lại rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm thì thị trường tiêu thụ là rất lớn, và lúc đó chúng ta sẽ giảm được sự phụ thuộc vào một thị trường cũng như là giảm được cái tình trạng tắc biên như hiện nay, và đấy mới là cái giải pháp căn cơ nhất và lâu dài nhất. Ngoài ra thì Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các địa phương liên kết cùng nhau tổ chức các tuần lễ hàng nông sản để tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp có thể tiêu thụ hàng hóa nhanh hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc các tỉnh thành phải quản lý thật chặt chẽ, không để xe hàng đổ lên biên giới nếu như không phải xuất khẩu chính ngạch, có hóa đơn biên nhận rõ ràng. Có như vậy mới có thể chấm dứt tình trạng ùn ứ từ nay đến Tết Nguyên đán.